Thưa quý vị và các bạn, 3 triệu hộ dân tại 8 quận huyện của thủ đô Hà Nội và 2 tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên sắp được sử dụng nguồn nước sạch theo tiêu chuẩn châu Âu và có thể uống ngay tại vòi. Ngày hôm nay, công trình nhà máy nước sạch sông Đuống đã chính thức được khởi công tại xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, thủ đô Hà Nội. Công trình có số vốn đầu tư lên đến 5.000 tỷ đồng và giai đoạn 1 sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018. Dự án nhà máy nước mặt sông Đuống là dự án trọng điểm quốc gia và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với thủ đô Hà Nội trong bối cảnh thường xuyên thiếu nước vào mùa hè. Kỳ 1 hoàn thành vào năm 2018, vận hành kinh doanh nhà máy với công suất 150.000 mét khối một ngày đêm, và kỳ 2 đến năm 2020, vận hành kinh doanh nhà máy với công suất 300.000 mét khối một ngày đêm và tiếp tục tăng lên gấp 3 lần trong tương lai. Dự án có diện tích khoảng gần 62 ha, nằm trên địa bàn hai xã Phù Đồng và Trung Mầu, huyện Gia Lâm. Hệ thống đường ống truyền tải nước sạch có chiều dài 76 km với hai đoạn qua lòng sông Hồng và sông Đuống. Theo đại diện công ty cổ phần nước mặt sông Đuống, nhà máy được đầu tư công nghệ hiện đại của châu Âu. Sau khi hoàn thành đưa vào cấp nước, đảm bảo đủ tiêu chuẩn vệ sinh, có thể uống nước tại vòi. Chúng tôi sẽ cam kết trong thời gian tới, bà con của thủ đô Hà Nội sẽ được dùng nước sạch và đặc biệt là chúng ta có thể sử dụng nước uống tại vòi. Để tiến tới những cái giải pháp tối ưu như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ phải sự đồng bộ từ trên xuống dưới và sự nỗ lực của công ty chúng tôi sẽ đảm bảo được vấn đề về thời gian và tốc độ để làm sao đó bà con có thể sử dụng được nước sạch một cách nhanh nhất. Theo quy hoạch, Hà Nội phấn đấu đạt được mục tiêu năm 2020 có khoảng 1,7 triệu mét khối nước ngày đêm, đảm bảo cho 100% người dân được sử dụng nước sạch đủ tiêu chuẩn, trong đó cơ bản sử dụng nước mặt các con sông, giảm công suất và tiến tới chấm dứt sử dụng khai thác nước ngầm, vốn đang ngày càng ô nhiễm và cạn kiệt.